lúc bác mua xe nhà em thì bác không biết em là ai. Đúng rồi. Đúng không? Bác nhìn xe trên mạng thấy đẹp thì bác mua thôi. Đúng Thì rồi. hôm nay em giao xe tận nhà bác thì Ừ. bác nhìn thực tế đây, trên Đúng mạng và thực tế thì nó có ảo không? Hay là trên mạng thì chú rồi. nói hay, chú làm đẹp nhưng mà ra thực tế thì không ra gì. Thì đấy cho em Đúng xin rồi. cái cảm nhận đấy cho anh trong. Không, công nhận là anh thì anh là thấy ở Trên trên mạng. mạng thì công nhận trên hình ảnh thì nó đẹp. Vâng. Thế nhưng mà đúng là thực tế thì công nhận nó còn đẹp hơn. À, trời ơi, thế em đang giật mình. Bác nói câu là trên trên mạng này nó À. đẹp. Trung Kim Ô Tô chào bác trai ở An Dương, Hải Phòng nhá. Đấy, em cách nhà bác là tầm khoảng 5 phút nữa thôi. Một cây chín nữa thôi. Đấy, em đang trên quốc lộ 5 đây. Hôm qua em có giao cho xe bác trai ở Hải Phòng rồi. Đúng ra hôm nay là em về Hà Nam rồi, nhưng vì nhà bác có công việc nên em lại phải chờ 9 giờ đúng như lịch hẹn giao cho bác đấy. Đấy, bây giờ bắt đầu rẽ vào làng nhà bác đây rồi. Anh em đợi cái kết xem giao chiếc xe này có thành công hay không nhá. Đấy. Đấy, xe vẫn trên thùng đấy anh em này. Đấy. Và hôm qua em trên đường về em có mua chiếc xe đồ zin là khá nhiều luôn. Đấy này, rút hồ Đi sơ tiếp sẵn một rồi. km dưới nữa. Đấy. Đi tiếp 1,5 km này là đến nhá anh em nhá. Anh em đợi em. Để xem ra tận nhà bác ấy có thành công hay không. Anh em nhá. Đấy. Đây là vì gia đình nhà bác có chuyện buồn. Mẹ bác ấy mất cho nên là em phải giao 9 giờ sáng nay. Chứ đúng ra hôm qua em giao hôm qua thì ngon. Còn các bác trai ở Phú Thọ thông cảm cho em nhá. Bác lên nhà em đợi lấy xe rồi đấy. Nhưng mà em đang ở Hải Phòng thì bác lại về quê Nam Định, nhưng mà chốc bác quay lại. Ok. Giao xe tận nhà khách vào cái kết ngày 29 Tết anh em nhá. Đấy, đến nơi rồi, 100 mét nữa. Nhà bác ở ngay chỗ đông đông kìa. Điểm đến 50 Điểm giây. đến của bạn nằm ở bên trái. Ok, đúng cây xăng này rồi, để em gọi anh ấy. Em đứng lên gọi anh ấy. Đây rồi, bác đây rồi. Alo. Alo. Em đang ở cây xăng ấy, bác ra đón em ấy. À, em ơi. Dạ. Em đi quá đây này. Anh gửi cái định vị em đi quá đến đây. Anh đang 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 ở trên chỗ chỗ nhà trên này, nhà nhà chỗ chỗ cụ mất đây. Anh đang ở trên này, em đi quá đây anh. Vâng, Anh thì gửi cách đấy xa không thì em đỡ phải gửi. Cách xa không ạ? cách khoảng 3-4 cây. Vâng, thì bác gửi lại cho em vị trí nhá, em đi tiếp nhá. Vâng, Đây anh. Đấy. À, mẹ anh mất mà, đây anh em này, thực tế này. Mẹ anh mất mà. Đấy, anh gửi vị trí em đi tiếp. Ok nhá, anh em đợi cái kết nhá. Để em đi tiếp, hôm nay 29 Tết rồi. Này còn bác trai Phú Thọ đang đợi em nữa. Đang đợi em ở nhà nữa. Em ra con xe ở An Dương Hải xong xong về em đón bác ấy luôn. Đấy. Ok anh em nhá, bác gửi vị trí mới cho em này. Đấy, là còn cách nhà bác 500 mét nữa đây. Đây vào cái làng đây. Đấy, xem làng này gì đây. Làng Phú La anh em nhá. Đây là làng Phú La anh em này. Làng Phú La, An Dương, Hải Phòng. 300 mét nữa, đấy. Rẽ trái. Làng Phú La 300 mét nữa rẽ trái. Còn 400 mét đây đến nhà bác ấy thôi. Anh em đợi cái kết xem giao chiếc xe này vật vã như nào. Đấy, vật vã ở đây không phải là khó này dễ, mà vật vã là em đi từ hôm qua 28 Tết đến bây giờ là 29 Tết em mới giao được xe. Đấy. Nhưng mà vẫn phải thông cảm cho bác ấy, vì nhà bác có người mất. Nhưng quan trọng là lại sai hẹn bác trai ở Phú Thọ xuống nhà em. Đấy. Rẽ trái, sau đó rẽ phải. Rẽ trái, xong rồi rẽ phải. Đây, chắc trong làng đây. Đây trong làng, đây trong làng đây. Đây. Rồi, tận trong làng luôn. Đây. Rẽ phải, sau đó điểm đến của bạn nằm ở bên trái. Điểm đến là bên trái luôn anh em nhá. Đây đến đây rồi anh em nhá. Để em gọi bác đây. Điểm đến của bạn nằm ở bên trái. Ok, để em gọi cho bác lần nữa. Em ra đây rồi bác ơi. Đấy đâu rồi? Đây, em ngoài cổng này này, có mấy cái ô tô này. À đây, đây đúng rồi, đúng rồi. Đợi anh ạ. Và bác ra nhận giúp em ấy. À. Ok anh em nhá. Đấy, bác ra đây rồi. Em đợi bác ra cho xe xuống này. Hôm qua mua chiếc xe này anh em nhá. Đấy, xe này là xe hồ sơ. Hồ sơ cầm tay. Qua vừa mua xong. Đấy. Giá là em công khai cho anh em chiếc xe này. Đồ zin là gần như kín xe luôn. Đấy. Mất cái bô thôi.
mấy cái rè thì vào là rè ngon rồi. Đấy thì em mua công khai là 32.500.000. Đấy. Trừ phải trừ tiền đi lại nữa. 2 triệu là 34.500.000 cộng cà phê 3 triệu là 37.500.000. Bao hồ sơ luôn. Mà. Ừ, nhìn đẹp đấy. Vâng. Vâng ạ. Vâng vâng vâng. Đây đây, đây cho xuống em ạ. Vâng. Mới tình luôn. Con này là chưa sử dụng hay là nó mới là đã tao qua tí. Mới mang tí đô về đấy. Mày quá, để qua đêm rồi. Giận ra lỏ anh em ạ. Bắt đi thử đi. Làm bóng xong rồi đi vào nhà luôn. Lỗ tiếng lỗ tiếng nổ con này hay đấy ạ. Tiếng nổ như thật. Tiếng nổ như xe máy. Con này tiếng nổ như xe máy. Nổ như thật đi. Tiếng nổ đúng như xe máy luôn. Đó, anh xem con này, con này nó khác à? Không, con này em mới mua hôm qua. Xe mộc. Ồ, con này á. Cũ rồi. Số mộc mà. Nó lại rẻ ơi. Nửa tiền xe học bác anh chả thế. Rẻ nửa tiền xe học bác. Dạ. Quan trọng là bây giờ kiếm khó mà, không dễ đâu. Đi, vào nước đấy, anh em vào nước. À, đây là nhà cụ ạ. Hả? Tức đây gọi là nhà thờ. Ừ, nhà thờ. À. Anh hay, thì hay là đốt cháy giai đoạn anh em mình làm cái video xong qua qua thôi. Ừ. Bác đang có chuyện buồn. Thôi, bác tên là gì nhỉ? Anh Tiệp. À, Trung Kim ừ. Mô tô chào anh em nhé. Hôm nay lịch của em là hôm qua em giao 3 chiếc xe. Ừ. 2 chiếc xe ở Hải Phòng và 1 chiếc xe ở Quảng Ninh. Ừ. Nhưng mà vì nhà có công việc thì là mẹ bác mất. Ừ. Thì bọn đã trước hết là em gửi lời chia buồn đến bác. Ừ. Đấy, và bây giờ là em đích thân để hẹn bác đúng 9 giờ giao xe cho bác. Ừ. Hôm nay có bác trai tận Phú Thọ đang chờ nhà em luôn. À thế. Nhưng mà em bảo bác thôi cảm đợi rồi, không sao. Ông đối với chú hôm nay hôm qua hẹn thế mà hôm nay giao chuẩn thời gian thế. Vâng. Chú công việc xuất sắc. Vâng. Nhưng mà thôi thì anh đây. Cũng thay mặt gia đình cảm ơn em này, em. Vâng. Gia đình nhà cũng có vui có việc buồn em vâng. Gửi phong bì thắp hương mẹ anh rất cảm ơn. Vâng ạ, vâng ạ. Đấy là tình cảm nghĩa tử nghĩa tận. Đấy, em bác là khách hàng của em thì cũng là ừ. Tình cảm rồi đấy thì em giao bác cho đăng ký này. Ừ. Mới tất cả số máy, địa chỉ chứng minh thư nhân dân đầy đủ trong đây. Ừ. Thì bác yên tâm là kể cả xe của bác ví dụ 5 năm nữa hay 10 năm nữa bất kỳ lúc nào cái xe bán cho bác mà cứ xảy ra án đình thì em chịu trách nhiệm. Ừ. Bác cứ alo em gửi lại đủ tiền. Ừ. Kể cả ừ. Bác đi 10 năm xe nó cũ đi em vẫn trả đủ tiền, đấy là danh dự. Ừ. Đó, phải để biết là an ninh chuẩn chỉ. Ừ. Thì thôi thì anh cảm ơn em. Thông qua video mà em hỏi bác là đấy, lúc bác mua xe nhà em thì bác không biết em là ai. Đúng rồi. Đúng không? Bác nhìn xe trên mạng thấy đẹp thì bác mua thôi. Thì hôm nay em giao xe tận nhà bác. Thì bác nhìn thực tế đây, trên mạng và thực tế thì nó ảo không? Hay là trên mạng thì chú nói hay, chú làm đẹp nhưng mà ra thực tế thì không ra gì. Thì đấy, cho em xin cái cảm nhận đấy cho anh trong. Không, công nhận là anh thì anh là thấy ở trên mạng thì công nhận trên hình ảnh thì nó đẹp. Vâng. Thế nhưng mà đúng là thực tế thì công nhận nó còn đẹp hơn. À, trời ơi, thế em đang giật mình. Bác nói câu là trên mạng nó đẹp nhưng mà thực tế thì không đẹp lắm. Không, nhưng nó còn đẹp hơn, thật thực sự đây là, hơn. Này, được cả vì anh nhìn, nhá. Anh nhìn là chú vào những cái, vâng. Cái đồ... À. Phải nói là những con ốc con nhức phải nói là nó rất là đẹp mấy. Luôn. Đây, đây, đây. Chìa khóa là chìa khóa KGD lùn nhé. Không ai được cái chìa khóa này đâu. Đấy. Vì từ xe của bác giờ lên được chìa khóa này rồi. Đấy. Ok. Thế thì không biết nói gì hơn.
Mà nếu em cảm ơn bác rất nhiều này. Đấy. Em chúc bác và Đình chuẩn bị bước sang năm mới thật nhiều sức khỏe, thật độc bình an. Thế anh cảm ơn các em nhé. Chúc các em sang năm mới để làm ăn thịnh vượng, rồi còn nhiều người, nhiều khách hàng biết đến em và mến mộ. Vâng. Có nhiều bạn bè anh người ta thiết mến thì anh lại giới thiệu. Vâng. Nhưng bác nhớ là đi có vấn đề gì cứ điện cho em. Còn bác nhớ là giá trị đồng tiền của bác lên trên xe này thế nào là em đã giao đúng như thế. Đấy, còn tiền nào của ấy. Đấy, giá tiền của bác không phải là bé, nhưng cũng không phải là to với một con xe win. Nhưng mà okay. Em làm thế này anh thấy là quan trọng là không? Để từ hôm qua giờ mà chưa lổ phát nào, giờ lổ là ok rồi. Công nhận, nhưng mà phải nói là máy em làm chất nghe, máy này thì chất rồi. Nghe máy này thì nghe em vẫn bảo bác là của máy của bác là số đỏ vì nó là biển 29. Đây bác nghe nói này, bác đi mua xe win ấy. Nếu bác mua những cái biển mà nó vùng mà ít đồi núi, vùng mà đồng bằng mà dùng nhất là thành phố thủ đô thôi, thì bác biết định cho ta chỉ đi nay quanh thì củ máy rất là chất. Tất nhiên là thừa nhận câu nói này nó sẽ trái nghĩa với người ở vùng đồi núi, nhưng nên em phục dựng lại rồi nó khác. Đấy, bác hiểu như thế. Đấy, bác có cần kiểm tra lại đồ hay như nào không? Được, đồ thì cứ làm thôi, tiền nào của đấy cứ làm cho anh như này là ok. Vâng, thế cảm ơn bác. Đấy, anh em mình vào nước xong rồi ấy cho anh còn về thôi. Còn tất nhiên vào nhà ông nước bác của họ đi. Dạ. Ok. Vào ông nước này. Anh. À vào bác bắt tay rồi vì nhà bác có chuyện buồn. Đấy thì bà mất như thế mới em lại ở nhà có khách này. Hôm nay chín hết rồi, hẹn chưa lấy. Họ đến nhà em rồi, em dám thề giữa giờ họ đến nhà em rồi phải quay đầu lại. Để chốc họ em quay về họ mới lấy. Thế mình phi về lại muộn rồi. Về nhà em phải mất hai tiếng. Kiểu gì cũng phải vào ông nước. À đúng rồi, chắc chắn là vào ông nước rồi. Ok anh em ơi, chúc cậu thành công nhá. Cảm ơn anh em, chiếc xe giao từ 28 Tết đến tận 29 Tết mới thành công. Ok. Có phải ai làm được đâu. Vâng. Cái dòng xe trước là hình như Simson thì nó lại dùng máy 2 kỳ rất khó lổ. À không, em cho nói này, Simson ấy. Simson thì nó lại như này. Simson là dòng xe ngày xưa nó lại nó không phải xe chơi, nó chỉ xe kỷ niệm thôi. Còn xe Win này nó là vừa là xe chơi, vừa là xe kỷ niệm, vừa là xe được sử dụng. Đúng rồi. Tức là giá trị sử dụng nó có rất là cao. Còn Simson là giá trị chơi sưu tầm nó nhiều hơn. Mà máy 2 kỳ nữa thì dù gì nó máy 2 kỳ đi nó khó rồi, khó đi á. Không, cái này quá mù mịt. Nếu như mà nếu mà để mà nói vui thì nó vẫn là xe trở lợn. Nó nói sướng cái là cái giảm sóc của nó. Đó, Simson được cái giải. Tất nhiên là xe nào đều là có một kỷ niệm riêng, mình không phán xét. Nhưng dù sao cái xe Simson với xe nước đi. Minkh nó vẫn là xe trở lợn. Đấy, mình nói như thế. Em uống nước em ơi. Win thì ít thì bị trở lợn rồi. Uống nước. Vâng. Cũng như gọi là Camry thì ai mang đi chạy taxi, ví dụ thế. Vẫn có nhưng mà ở mình Việt Nam ai chạy ít lắm. Ví dụ thế. Xe này thì bọn em đã đi nói thật với bác này, bọn em đã xác định đi giao xe tận nhà này là gần như là mình phải như thế nào mình cũng dám đi giao. Có những thành phần mà nó lừa đảo hay là gọi là nó trộm giật thì không bao giờ giao như này. Đi giao như này dù xấu dù đẹp nó là thực tế nhất. Khi tôi giao tận nhà ông rồi, ông hay mình nói vui là lên mạng ấy, thì nó có rất nhiều cái trái chiều. Khi em lên mạng thì anh có ví dụ bây giờ nhận chiếc xe này anh ok rồi, kể cả ngày mai lỗ làm sao em vẫn đòi anh cho anh. Nhưng anh cứ muốn đi bóc phốt em ơi, chung kia nó giao xe như này như kia thì bác phải nhận lỗi chính bác. Em giao tận nhà bác cơ mà. Những cái thằng đã ăn sổi thì nó đúng không thế được. Đây em giao tận nhà cơ mà, bác nhận không? Có chứ có phải là bảo là em gửi qua xe khách cho nó xong đâu. Đấy, cho nên là quan điểm em rõ ràng. Làm này nó vừa thực sự chu đáo thì tưởng là một hai đấy là nó là thực tế. Vâng đúng không? Yeah. Em nói bác này, bác đây là chuyện vui mà thật. Nào qua ra đang ngủ, đến sáng dậy đâu ông ở Phú Thọ ông gọi mà chưa đánh răng rửa mặt gì, súc miệng xong là phi đi luôn. Xong về nhà thôi. Cả năm có ngày Tết mà 29 rồi. Bực như tí. Thế về bây giờ tối vẫn sao được giao? Không không, tức là bây giờ xe bác xong mà xe cuối cùng đi giao. Cái con kia. Con kia là em mua, vô tình mua được. Vì em nổi tiếng mà. Ví dụ em đi đâu thì có người mua, có người đến. Bán thì mình vào mới mua. Tức là một công đôi việc. Ví dụ đơn giản như hôm nay ship cho bác này. Đây nói ạ, có thể nhìn thấy mình ship 3 xe mình vẫn ra để ship được. Bác hiểu ý của em nói không? Nhưng mà qua trách mình cái đấy đâu. Vì đây mình dồn được chuyến mình đi, đúng không? Mình có cái hai cái là mới tin. Vâng. Mà xe mới tin. Nói chung là tâm lý của người dân thì em xin phép các bác này này. Nếu chiếc xe Win này, nếu người ta đã không thích thì bác cho người ta không đi. Nhưng một khi đã thích rồi, cái điều quan trọng nhất là gì? Bác ngủ ở đâu? Đúng rồi. Vì cả Việt Nam mình nó chỉ đếm trên đầu ngón tay những người nào Win thôi, mà bán Win thôi.
Đấy, cũng như câu chuyện bác bán cho bác bán nó à. Thế cho nên em là người đưa đò. Bác thích đến cái bến bờ gọi là nó có trải thảm nó khác, bến bờ bằng gọi là gạch hoa nó khác, bến bờ bằng gạch thường nó khác, bến bờ gọi là bến bằng một tất cũng em cũng làm được. Vấn đề là các bác hiểu giá trị. Bác đứng ở đâu làm gì? Chè này có chè 15.000, có chè cả triệu. Đúng rồi. Đấy. Đơn giản bộ bàn ghế của bác bây giờ đôi khi có tiền chưa chắc mua được. Nếu nó là cổ. Giả cổ nó khác. Đây những cái tủ này bây giờ em chỉ nói thế thôi, nó không có giá nữa rồi. Tức là nếu mà tính ra nó có giá nhưng nó nói chung là cái đồ chơi thì nó vô cùng đồ chơi. Đồ chơi vô cùng. Quan trọng bác thích thôi. Còn bác nó không thích thì bảo rồi cho không đi bác, em bảo rồi. Đúng rồi. Nhưng qua em ra xe Hải Phòng. Tức ông chủ thì cười khành khạch ưng hết rồi. Hai hàng xóm một ông bảo tao thấy cái bồ này không ngon. Chính ông chủ nói với em cái bồ ngon giờ phải 6 triệu 8 triệu 10 triệu mới giờ 14-17 triệu. Nhưng không tin. Thế còn một ông thì bảo ông bồ này nghe hay, tao thấy bồ này được rồi. Đấy, cứ ngồi cãi nhau làm sao được. Tôi quan trọng là khách của em là bác, là ông chủ đấy ông ưng là được. Thế thôi. Còn ví dụ quá trình giao xe về nhà rồi bác bảo kia ơi anh thấy cái này chưa ưng, chú gửi cho anh. Ok, có phải em cãi gì đâu. Đúng không? Quan trọng là cái tâm đó. Cái tâm mình bảo hành cái xe này được rồi. Đúng rồi. Chứ còn bảo giao xong là xong không có. Trừ khi như này này, cái khách hàng quá đáng quá thì nó mới xảy ra câu chuyện là hai bên không hợp. Như thằng Uy này có cái bô nổ nghe ngon vậy. Vâng. Bác bảo bô này nó vẫn là bô gọi là linh kiện một nhá. Chứ nếu bác nghe là cái bô đúng mà đâu, tháo xe ra. Đúng rồi. Nó ổn, không phải ổn mà nó cứ rất là giòn, nó lổ, nó thả từng tiếng, nhưng thế này là cũng là tuyệt vời rồi. Bô này là nếu mà dòng ấy là bô này cũng là xe này được. Nhiều người mơ ước rồi, cho nó thật bác đấy. Không như mơ ước mà nhiều người tìm không ra cơ. Có cái chỗ này còn trao đố bác tìm cả làng may ra có 1-2 con, nó không có thể có đại trà được. SH bác có thể mua mới, Wenfa bác mua mới, ô tô bác mua mới nhưng chưa chắc bác mua được win mới. Mà mua mới được thì nó bằng cả ô tô. Hôm qua là nghe tin như thế này em thật sự rất là đầu tiên là chia sẻ rất là gọi là chia buồn của bác ấy. Không nó làm hết tết đến rồi nhưng mà trong cái buồn nó cũng gọi là vui một chút là cụ cũng đi được sang trước tết một tí chứ cụ đi hôm qua cũng đến hôm qua là xong à. Qua này bắt đầu là hôm qua là đưa cụ thế nhưng mà trong gọi là ông còn sống không ạ? Ông mất rồi đúng không? Ông mất rồi, ông mất trước. Cái việc chỗ này là để làm nhà thờ. Nhà thờ. Mà cụ bà vẫn 93 tuổi thì cứ vui vẻ 93 rồi. Cứ vui vẻ. Nhà anh 93 mà. Nếu mà ở ngoài Bắc mình này có gọi là khóc ấy. Nhưng mà trong miền Nam ấy, miền Tây ấy, nó hát ấy. Nó hát đúng rồi. Không, đây là mình nói chuyện các mọi người thông cảm. Vì đây mình đang nói sự thật. Đúng rồi, sự thật là miền Tây nó hát ấy. Nó hát nó nhảy. Mừng vì cụ đủ tuổi cụ ra đi. Đúng rồi. Mà nó ảm đạm quá nó cũng không hết. Đúng rồi. Tức là đôi khi ta mừng thực ra cái này nó rất là nhạy cảm. Còn mình nói mắng. Mình nói mà với người không hiểu thì sẽ mắng mình, nhưng người hiểu thì rất dễ. Như các cụ nói là đàn ông là nước mắt chảy vào trong nó ở trong tâm. Tức là mình rất là buồn đấy, nhưng mà mình buồn như là trong lòng mình thôi. Đúng rồi. Thì mình vẫn phải buồn nhà bác cây xăng ấy luôn à? Cây xăng thì nó ở ngoài đầu đường này, ngoài này cơ. Không, ý là chỗ em lúc em quả bác là chỗ cây xăng này nhà. À đấy anh ở cái chỗ cây xăng ấy. Đấy. Cái nhà chỗ cao đang xây đấy. Rồi đúng rồi, thế đúng rồi, có nhà đang xây. Rồi đấy. Đấy thì em bảo điện cho bác, nó bảo vào cụ thì mình biết là chắc đang trong này rồi. Rồi. Không, như điều hạnh phúc nhất là mình phải giao thành công. Rồi. Cái đấy là điều hạnh phúc nhất, kể cả em chờ bác 1 ngày, 2 ngày, ví dụ 3 ngày. Rồi. Nó chỉ là cái chờ thôi. Rồi. Nhưng mà bây giờ ông chờ đến 10 ngày mà ông giao ông không ra gì thì vứt. Rồi. Mà ông giao ngay ngày hôm qua mà ông không ưng cũng vứt. Trường mình đi trường nó thoáng nhỉ. Ông thoáng. Nó đi rất là trường xe, bác ngồi nó rất là nhẹ. Nó cứ tưng nó đi thôi. Đó. Nhưng mà phải nói đi nữa này. Cái công nghệ ngày xưa nó sản xuất rất là thô sơ. Cho nên đừng nhiều người bảo ông sao cái chỗ này nó xấu, nó hàn này xấu thế hay là nó kia, không phải đâu. Cái công nghệ ngày xưa nó thô sơ. Rồi. Từ năm 80 mấy 90 nhưng nó đẹp cái chỗ, thì đúng rồi, nó đẹp cái chỗ thua sơ. Hay nói vui bác là ví dụ như ngày xưa nha, bác để ý những cái bộ bàn ghế này, những cái tranh treo này như ngày xưa câu đối ấy. Rồi. Bây giờ nhá, bác mà mua được cái đấy là bằng bỏ tiền ra còn không phải dễ mua đâu nhá. Rồi. Còn những cái mới này thì là. Rồi. Mới thì nhiều. Nhưng mà nhiều người chơi cổ mà, thì cả cửa bây giờ bác xem cũng quan, thường ngày xưa hết đóng cửa này hết,
đấy. Đúng không? Làm theo cơ cổ hết đấy. Tức là khi mình có kinh tế là mình đã quay lại cái ngày xưa để mình nhớ lại ngày xưa. Ừ. Hay nói khác là kỷ niệm. Ừ. Nhưng người ta không thích, người ta bảo đi vào được phải bước một cái vào được đấy. Như em thì em thì gọi này này, nó là trả thù quá khứ. Ngày xưa nhà mình còn nghèo, mình cái nhà ví dụ thế, người ta rất là giàu, người ta có cửa này ngày xưa là giàu lắm đấy. Xong bây giờ mình nghèo, bây giờ mình quay lại thì mình muốn cảm nhận lại. Thế đâu? Hãy Uy này ngày xưa, em biết ngày xưa bác giàu hay không thì thành vô phép, nhưng mà nếu ngày xưa bác bảo nhìn Uy này ngày xưa nhà phải đại gia nó mới có. Không, ngày xưa này phải đa giá có Uy. Thì đấy, nhà nào rồi, cũng phải quay ra mới có. Nhưng mà thời gian ấy thì nó mai một đi thì đương nhiên nó bỏ đi, nhưng mà bây giờ thấy cái giá trị một cái hay của nó thì bởi mình muốn khôi phục lại. Bởi vì sao mình thích này? Thích bởi vì cái lúc mình mơ ước mà không được. Đúng rồi, thì bây giờ mình mơ ước được xong mơ. Em có câu nói này, em nói là trả thù quá khứ. Bác có tin có một người mua xe cho em, mua chỉ đi đúng ngày đấy. Vẫn trong nhà. Vẫn trong nhà. Xong là nửa năm sau bảo kia ơi, hôm nay anh mới đi về chú xem nó không nổ được. Để nửa năm rồi bảo anh ơi, bây giờ này nhá, hôm nay có nghe em khóa xăng hay không? Có. Bây giờ nhá, anh cứ xả xăng ra. Xong anh đạp cho em vài cái nó nổ. Còn nếu không nổ, vì chắc chắn nó sẽ nổ. Đúng nguyên lý phải nổ. Còn nếu không nổ một chuột cắn dây hay là có thể nữa bác xả chỉ hết xăng nó bị cấn ở trong chế nó thối. Đúng rồi. Hoặc bác đánh nguội buji đi. Bác ngồi dầu vào nổ luôn. Thế là ông ấy xả xăng xuống ông giận. Đâu phải mười mấy cái lỗ luôn. Ông mà kia nên lỗ rồi. Chứ nếu mà bác để xăng trong chế là nó thối xăng. Xong nó hiểu hình. Giờ kiếm được con này mới mới tính này khó đấy. Khó. Nhưng cái loại dung dúc thì không thiếu ở trên miền núi đi đây. Đúng rồi. Mới tính này cơ bản, mới tính. Uống nước chè đi, tình cảm anh em mình uống nước chè xong. Xong, bắt tay xong rồi đi. Bắt tay xong rồi, giờ chỉ có là xin lỗi bác thôi. Thế thì uống nước này xong anh... À. Bác tự tính cho cái bao nhiêu, cái chuyện cho em ấy. Em vừa nói đấy, em có gửi bà, bác lại thắp hương bà 500. Mấy cái chỗ ship đấy thì từ nhà em lên nhà bác mới đo là 123, 100 lên là 130 đi. Thì cầu đường tinh em lấy 1,5 triệu. Đấy là chuẩn đấy. Chỗ anh em là vô tư. Chỗ ba thì cầu đường ít nhất phải mấy trăm rồi. Mặc dù em vẫn nói với bác là em đi trùng chuyến, nhưng em sẽ lọc lại cho bác. Ta lại ra ta ngắm cái tiền lọc xe. Tức là 1,5 triệu đúng không? Nhưng em sẽ lọc lại 300.000 tiền xe, em lấy 1,3 triệu, em lấy kiên xuống 13. Đấy thì tổng của bác cũng là bao nhiêu nhỉ? Tổng của anh chủ tú hôm nay là cái xe là 50. Mấy này anh bỏ làm trước cho anh bồi dưỡng là 2 triệu. 2 triệu. Còn cái gì nữa? 52. 52. Thế thôi, với cái tiền thì thôi đừng nói tiền ship nó thành 53 đấy. 52 này. 52 trừ đi cọc bao nhiêu rồi? Cọc 5 triệu. 52 mà trừ đi 5 triệu là còn 47. 47 cộng với ship trong 2 là 482. 482. Cộng như thế là không bị dính vào số 53. Đấy. Bác chuyển em 482 này được. Là đúng là 485 nhưng em lọc lại. À, từ chưa. 4 đợi đợi nhá. 482, 485. 485 thì biếu lại bác 3 triệu tiền. À, 300.000 tiền gọi là lộc lại xe lộc. Và 500 thắp hương bà. Thế là 485 trừ đi 500 đi là còn 48. 48 trừ đi 300 là còn 477. 477 là ông trời. Thế là anh gửi xuống. Đấy, nó phải đúng các bạn. Duy tâm thì mình phải thật tâm. Còn nó thật bác là tiền thì bác biết rồi. Tức là ai đi làm phải kiếm tiền và tiền ăn bao nhiêu cũng hết. Đấy. Tiền ăn bao nhiêu cũng hết. Còn chuyện tâm linh nhà em rất là tín, em thật bác đấy. Còn bác, em nói luôn cho bác là cái xe này là có hai vấn đề để cho bác nợ là nó, nếu bác về bác đi một thời gian nó bị chảy dầu. Đấy, là bác cứ ra cái hiệu quả thay cái phớt hết bao tiền gửi bác. Chi phí em no. Bác hãy lộ thử đi, làm vòng đi. Nó chảy dầu á. Ví dụ thế, tức là đây này em hay nói tất cả các khách của em là nó hay bị chảy dầu. À, mâm phớt. Nhưng hiện tại là không chảy. Nhưng ví dụ đi, đây là ví dụ nhá. Nhiều người bảo thì sao mà không làm hết đi, bảo em chắc chắn là làm hết rồi. Nhưng mà cái phớt thì nó có thể bị lỗi, nó có thể bị chảy. Nhưng cái lỗi là lỗi nhỏ thôi. Bác ra bác thay phớt 50.000, 100.000. Nhưng em sẽ chuyển tiền cho bác. Và bác không lấy thì em cảm ơn. Nhưng mà em sẽ chuyển tiền cho bác để cái người thay đấy người bảo anh lại được chứ. Đấy. Okay. Còn dòng này này, xe hay bị chảy xăng nhất. Ví dụ bị chảy xăng bác chỉ ra bảo nó đóng lại cái xăng hoặc là bác chỉ vệ sinh là được. Vì sao? Vì bình xăng zin nó lại bị, mình hay mở khóa ngược lên ấy, nó hay bị cặn dính vào. Thế là nó hay rồi. Hai cái loại đấy thôi. Còn tất cả những cái chính không làm sao. Ok. Đấy, bác chuyển tiến cho em xong. Còn đi ạ. Vâng ạ.
Anh uống nước đã. Có đi đi thử tí không? Có đi thử đi. Nam Phong. Ok, bác chuyển tiền rồi anh em nhé. Em là ngân hàng MB. Em đọc lại tôi tài khoản. 0358 0358 444 444 888 888 ngân hàng MB. Con xe là bác ít đi thì bác chốc cái bảo bác cách khóa xăng. Bác cứ chuyển đi. Ôi sao lại không không đúng số tài khoản sao nhỉ? Biết rồi. Đấy, xong rồi. Bên chưa? Đúng không? Bạn đánh mật khẩu là được. À. Thành công là được. Đấy, đã thành công. Xong rồi. Ok à. Đây bác nhé. Đây để cho bác ok nhất. Gần nhà bác có gần đây có hiệu xe nào gần nhất không? Ví dụ thế. Có. À thế được rồi. Đấy nhá. Em nói bác như này nhá. Đấy, tắt máy đi. Cái việc đầu tiên ấy thì tất cả những lỗi nhỏ nào thì bác yên tâm là em sẽ bảo hành cho bác từ cái nhỏ nhất. Em chỉ nhắc lại những lỗi chính là hay bị thôi. Đúng rồi, hay em vẫn phải nói. Chẳng ai đi nói cái lỗi ra để cho ta gì. Nhiều người vẫn không hiểu là thường thường tất cả những cái chính này không làm sao cả. Đúng rồi. Nhưng cái bình xăng xịn này nó có thể chảy xăng bất kỳ lúc nào. Nhưng em vẫn bảo hành. Là bác phải hiểu là em không muốn nó bị lỗi để bảo hành, nhưng em chắc chắn nó không bị chảy đâu. Nhưng ví dụ trường hợp xấu có 100 cái gì chỉ có 1 cái chúng tôi, em sẽ gửi cho bác bình sang khác và mọi chi phí em no. Vì thứ hai, đây là những cái chính thôi anh em nhé. Được, vì hiện tại dầu không bị chảy, nhưng nhiều khi nó chảy dầu trong cái trong âm điện trong này. Nó chỉ là cái phớt thôi, nó chỉ 10-20 nghìn thôi. Tức là em thay ok rồi. Nhưng ví dụ nó chảy, bác ra ngoài bác thay kể hết 100-200. Em sẽ chuyển tiền cho bác cái tiền thay đấy. Bác chỉ giúp em lấy thay và chính những người đấy sẽ bảo hành thay em. Cái vụ thứ ba là cái chế nó là chế xịn đây rồi. Là chế một đây rồi. Nó không chảy xăng đâu. Nhưng đây này bác nghe nói, bác vẫn nói khi bác không đi đến, khi bác không đi đến nhá, bác phải về nhà phải khóa luôn cho em nghe này. Khóa đi. Khi bác đi đến, bác mở ra như này. Bác mở xuống nhá, mở xuống như này. Khi không đến này đóng lại. Còn ví dụ bác đang đi hết xăng, trường hợp hi của tôi bác mới được mở lên trên, hết xăng, bác giữ đường, ôi chết rồi hết xăng rồi, gần cái xăng chẳng hạn, bác mở ngược lên như này thì bác mở. Nhưng đừng mở ngược, vì bác mở ngược như thế nó có hai trường xảy ra. Một là cái cặn trong bình này, bình cũ mà nó chảy xuống chế này sẽ tắc, nó chảy ra ngay đây. Bác phải mất công bác đi xúc rửa lại. Xúc rửa. Đấy, tức là em phải dặn chi tiết thế. Có nhiều người lên mạng mà ôi chúng mày đi giao xe mà lỗi chúng mày chảy dầu, có bị chảy đâu. Đặt trường hợp ví dụ mình phải nói cho khách biết. Có những cái chính này thủ trước cái thứ ba không phải lo. Còn cái file đen này của em chưa được đi tối, nếu nó cao thấp bác chỉnh đây để xuống này được. Còn nó bẻ xuống nó cao thấp là xong. Thế thôi. Còn gần những chiếc xe này mình gọi là đam mê, mình cũng đi đêm mấy lần đúng không? Đấy thì bây giờ này nhá. Bác nhận xe rồi, ok, tiền em nhận hết rồi, uống nước rồi. Thì em xin phép bác rồi, em phóng nhanh về còn giao lúc con xe đấy. 29 rồi. Rồi, thôi được rồi. Đấy. Thế anh cảm ơn các chú. Thế đây em đang khóa nhá, bác nhớ nhá. Lúc nào bác đi bác mở ra như này. Đấy, đây khóa. Lúc mà về nhà bác được khóa lại. Không bao giờ chạy xăng. Không bao giờ. Vì bác nhớ những dòng xe cổ này này. Nó khổ lắm, nó không như kiểu xe kia đâu. Nó khổ lắm, mai chạy nó khó chịu lắm. Đúng rồi. Nhưng trường nó chạy, em vẫn bảo hành. Một, em gửi quả chế khai cho bác.
Nhưng nếu gửi chế cho bác không biết cách nào nó đã vẫn chảy. Rồi. Thì thay bằng thế mình ra hiệu là vệ sinh phát là xong. Cặn trong bình ấy. Và khóa là khóa một chìa hết. Nó đúng như một chiếc xe mới luôn này. Khóa một chìa hết. Đấy, bác thấy không? Đấy, khóa mở này. Nhá. Okay. Coi như là của anh là xe của anh là nó có, xe mới. Có hơn cái là có bình xăng zin này. Đúng rồi. Cái zin này. Yên zin này, cái thụt này là nó là hàng nó đẹp hơn đây nhá. Đúng rồi. Đây bác nghe em nói này. À. Bình xăng zin. Yên zin, tay dắt zin, sinh nhan zin. Đồng hồ 11 như zin rồi. À. Pha đèn, vành đèn, gáo đèn zin. Thụt trước zin. Rè này linh kiện nhá, nó linh kiện như zin. Đấy, củ máy này tất cả khung sườn cái thứ zin hết. Đấy. Mày chán đi, ông em giữ mà mày tam tết. Ôi giời ơi, mà còn làm mới lại không có ngày 30 chứ. Sao phải để nó sang năm chứ. Ừ, thế ai, từ... anh ra cách trước đi. Thôi, em ngồi uống nước đấy. Anh ấy cũng ấy thì anh về đi. Em cũng về trong. Thế nhá, thay mặt thì anh nhá, xin cảm ơn nhé. Ừ, cảm ơn. Anh ra cách trước đi. Cái này thì... Quên. Ừ, đây ra đây chào luôn rồi về, ra xe chào về. Vì có bác trai ở Phú Thọ bác đợi. Đấy, đi giao xe 2 ngày mới thành công đấy. Ok. Ừ. Ok anh em ơi, chốt kèo thành công cho bác trai ở An Dương, Hải Phòng. Đấy, giao từ đi từ 28 Tết 29 mới giao thành công. Và nghe cảm ơn bác nhá. Một lần nữa này em chúc bác và đầy sức khỏe rồi nha. Anh chúc em năm mới, sang năm mới để mạnh khỏe đi. Phát tài phát lộc, nhiều người rất là mến mộ em trong cái công việc của em, là khôi phục lại những niềm đam mê cho mọi người. Vâng ạ, vâng ạ. Bác nhớ cho em nhé, là chiếc xe đi đường nếu mà gặp người đam mê, người ta tầm tiền trên bác thì là nó sẽ là không ra gì đâu. Nhưng người ta dưới tầm tiền chắc bạn khen. Và bác hiểu là giá trị đồng tiền thôi. Chứ okay. Nhiều người mua xe 2-5 triệu nhà em xong là về cứ chém gió lên 100 triệu với 80 triệu xong người ta nói cuối cùng em là người bị gánh. Đúng rồi. Bác thông cảm nhưng em nắm thề bác giữa giờ này. Hôm nay 30 Tết, đời bà mới mất này, em nói thật. Là qua bác trai ở Hà Nội buổi sáng em giao ấy. Về có người giả lại đúng 6.8 triệu, à 6.2 triệu bác không bán, em thề luôn. Tức là gặp người thích mà. Đúng rồi, đấy thôi. Còn khi người không thích thì nói bao nhiêu tặng trên. Còn quan trọng là em chỉ biết bác thôi. Và bác hỏng gì bác điện em sẽ bỏ hành. Thế thôi. Rồi, okay, đổi đồ, danh dự. Ok, chào tất cả anh em nhé, bác trai ở Phú Thọ đợi em. Bây giờ em về đây em. Xin chào mọi người. Ok, cảm ơn bác nhé, xin kính mến nhá. Ok. Em về.